Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước cũng như là quốc tế với những tin chính sau đây. Theo VN Express, VinFast chinh phục người Việt bằng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế. Xin cảm ơn! Việc phủ sóng showroom sử dụng dịch vụ toàn quốc và chính sách bảo hành 5 năm cho thấy VinFast đang nỗ lực trở thành hãng xe quốc dân của người Việt. Nhận thức rõ vai trò của dịch vụ sau bán hàng, VinFast đã tăng tốc hoàn thiện song song cả sản phẩm lấy hệ thống đại lý trên toàn quốc. Ngay từ khi đặt nền móng tại Hải Phòng, hãng hiện sở hữu hệ thống 54 sử dịch vụ trên toàn quốc. Đến cuối năm nay, dự kiến hãng xe Việt sẽ có mặt trên 63 tỉnh thành toàn quốc với hệ thống sử dịch vụ lớn nhất thị trường. Việc phủ sóng showroom, sử dịch vụ rộng khắp cả nước giúp cho khách hàng dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thông tin xe, đồng thời được chăm sóc ngay tại nơi mình sinh sống. Theo VinFast, tất cả các sở dịch vụ của hãng đều được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị kỹ thuật đạt tiêu chuẩn châu Âu. Các thiết bị có tại xưởng gồm cân chỉnh đặt góc bánh xe công nghệ 3D, thiết bị kéo nắn thân vỏ khung gầm với bộ đo điện tử, máy chuẩn đoán lỗi trong hệ thống điện, máy phân tích khí xả, máy đo góc lệch đèn chiếu sáng, công nghệ sơn gốc nước hiện đại, máy đo màu điện tử, vân vân và vân vân. Hãng cho biết đội ngũ kỹ thuật viên VinFast được đào tạo bài bản, có tay nghề kỹ thuật cao, thái độ tận tâm, nhiệt tình trong công việc, đảm bảo mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Chi tiền tỷ cho một chiếc xe ô tô, khách hàng luôn kỳ vọng được phục vụ chu đáo, phúc đức. Người sử dụng VinFast Lux SA 2.0 nói, do đó việc VinFast hoàn thiện hệ thống showroom và tập trung phát triển chuyên môn kỹ thuật viên sẽ giúp cho hãng xe này ghi điểm lớn, qua đó giữ chân khách hàng hiện tại cũng như có thêm những khách hàng mới. Sau giai đoạn nghiên cứu và phát triển đưa ra những sản phẩm đầu tiên ra thị trường, VinFast đã ghi nhận những thành công nhất định. Kết thúc năm 2019, hãng xe Việt bán ra hơn 17.000 chiếc xe ô tô. Tháng 5 năm 2020, hãng bán ra 2.161 xe, trong đó VinFast Fadil và VinFast Lux A 2.0 lọt top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam. VinFast vừa công bố chính sách ngày 4 tháng 6 vừa qua, hãng nâng hạn bảo hành chính hãng cho tất cả các mẫu xe VinFast Lux SA và Lux A 2.0 lên 5 năm hoặc 165.000 cây số, tùy điều kiện nào đến trước. Đồng thời, hãng cũng cung cấp dịch vụ cứu hộ 24/7 miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. Giới chuyên gia nhận định đây là một trong những chính sách bảo hành chính hãng tốt bậc nhất thị trường. Thông thường các hãng xe chỉ bảo hành tối đa 3 năm và có thể tặng thêm 1-2 năm bảo hành, nhưng có điều kiện giới hạn nhất định. Một số hãng cung cấp gói gia hạn bảo hành nhưng khách hàng phải chi thêm tiền để mua. Việc nâng thời gian bảo hành lên 5 năm giúp cho khách hàng an tâm hơn khi sử dụng xe, luôn có sẵn dịch vụ cứu hộ 24/7 miễn phí. Đồng thời VinFast cũng triển khai bảng giá phụ tùng trên website để người dùng có thể tham khảo. Vừa rồi là cập nhật tin tức về thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phía bên dưới video clip. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi có nhiều ý nghĩa và bổ ích thì đừng quên bấm like và share video clip. Và nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ở góc phía bên phải màn hình của mình để nhận được những video clip mới nhất với các trang thông tin, tin tức, đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.